Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Doanh nghiệp dịch mai phải bán tài sản, nguyên nhân thực sự ở đâu? Ngày 3 tháng 2, báo tuổi trẻ loan tin Không đơn hàng, công ty dịch mai lớn ở thành phố Hồ Chí Minh rào bán tài sản Tuổi trẻ cho biết, đến cuối năm 2023, nhiều công ty dịch mai vẫn trong tình trạng khó khăn khi thiếu hoặc không có đơn hàng có doanh nghiệp thua lỗ, cắt giảm gần hết nhân sự và bán dần tài sản. Tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Minh Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Jermac Sài Gòn cho biết, quý tư năm 2023, công ty vẫn không có đơn hàng. Do vậy, lãnh đạo Jermac quyết định tổ chức lại bộ máy, cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất để giảm thiệt hại, đồng thời ra soát tài sản thanh lý nếu không cần dùng để trang trải chi phí. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Từ tháng 12 năm 2023, Germac liên tục có thông báo thanh lý ô tô con, xe tải, máy thiêu, máy giặt, máy sấy. Theo tuổi trẻ, tình trạng ở các công ty dịch may cũng không khả hơn. Trong đó, doanh thu của công ty cổ phần dịch may đầu tư thương mại thành công TCM năm 2023 đã giảm 23% so với năm 2022. Tác giả dẫn thông tin từ ban lãnh đạo TCM cho hay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giảm sút đơn hàng đến 50-70%. Đồng thời ngày càng nhiều thị trường nhập khẩu lớn đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường, thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế. Dù chỉ là một dòng thông tin ngắn ngủi và mơ hồ, nhưng dường như lần đầu tiên báo chí Việt Nam đề cập đến lý do thực sự của việc ngành dệt may nói riêng và các ngành xuất khẩu của Việt Nam nói chung bị mất đơn hàng, đó là những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan tới thẩm định quyền con người, môi trường thiết kế sinh thái sản phẩm tái chế và đây là hình một hội thảo về giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp dệt may hơn 2 năm nay báo chí việt nam vẫn ru ngủ người dân rằng suy thoái kinh tế là tình trạng toàn cầu là do ảnh hưởng hậu covid là do chiến tranh ukraine vân vân và mây may. nên các doanh nghiệp việt nam mới bị mất đơn hàng người lao động mới thất nghiệp vì vậy phải cố chịu đựng chờ qua cơn bị cực chung chờ kinh tế thế giới phục hồi Tuy nhiên, người tỉnh táo vẫn nhận ra tại sao cả thế giới suy thoái, đặc biệt là kinh tế Nhật Bản suy thoái rất sâu, theo thông tin từ báo chí Việt Nam, nhưng nước Nhật lại đang ào ào nhận hàng trăm ngàn tu nghiệp sinh Việt Nam. Đó là chưa kể đến một lượng lớn lao động người Việt đang làm việc tại Nhật với visa kỹ sư. Một nguyên nhân rất quan trọng nữa mà báo chí Việt Nam vẫn lờ đi, đó là đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban ngày 23 tháng 12 năm 2021. Đạo luật này cấm tất cả các đơn hàng sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ Tân Cương, mà ngành dịch may Việt Nam lại sử dụng vải làm từ bông Tân Cương. Và đây là hình Hiệp hội Dịch may Việt Nam tổ chức hội nghị chuỗi cung ứng bông bền vững liên quan đến đạo luật chống lao động cưỡng bức Tân Cương của Mỹ. Hậu quả, tính đến cuối tháng 11 năm 2023, Mỹ đã từ chối hơn 1.000 lô hàng của Việt Nam, trị giá 230 triệu đô la, trong đó có một lượng lớn là hàng dệt may liên quan lao động cưỡng bức Tân Cường, theo AFA đưa tin ngày 22 tháng 11 năm 2023. Bên cạnh đó, các nước phát triển là thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam lại liên tục ra các luật định mới về xanh hóa, phát triển bền vững, khiến ngành dệt may càng điêu đứng. Những tiêu chuẩn này liên quan đến việc giảm thiểu phát thải carbon, thẩm định chuỗi công ứng, bảo vệ lao động và trách nhiệm xã hội đây là những vấn đề mà doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng không thể làm được gì mà phải do nhà nước thực hiện bởi giảm thiểu carbon liên quan lớn nhất đến nguồn điện mà việt nam vẫn đang sử dụng điện than về việc bảo vệ lao động chính quyền không cho phép thành lập nghiệp đoàn độc lập thì khó có thể làm được tóm lại nếu chính quyền việt nam không chịu thay đổi cơ chế thì việt nam sẽ bị đào thải khỏi nền kinh tế chung của thế giới bởi việt nam đang đi ngược với xu hướng chung như bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động và nhân quyền phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Doanh nghiệp dịch mai phải bán tài sản, nguyên nhân thực sự ở đâu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nghị sĩ lưỡng viện Mỹ phản đối công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ngày 3 tháng 2, VOA tiếng Việt loan tin hơn 30 nghị sĩ Mỹ phản đối việc xét công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam. VOA cho biết hai nhóm nghị sĩ Mỹ với hơn 30 người vừa kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Giữa lúc giới chức Hà Nội cố gắng vận động Washington để sớm chấm dứt việc Việt Nam bị liệt vào hạng kinh tế phi thị trường. Theo VOA, các yêu cầu của các nghị sĩ được gửi đến Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong một bức thư đề ngày 28 tháng Giêng. Trong bối cảnh, bộ này đang xem xét lại quy chế cho Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 tới. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA trích dẫn một thông cáo ngày 29 tháng Giêng do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bang Massachusetts, đại diện cho 8 thượng nghị sĩ đã ký vào bức thư nói trên viết rằng việc các quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam mà các tiêu chuẩn lao động chưa được cải thiện, bao gồm cả việc bật đèn xanh cho hàng hóa có sử dụng lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh, việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức ở Việt Nam, cũng như mối quan hệ thương mại ngày càng tăng của nước này với Trung Quốc, đồng thời lập luận rằng việc trao quy chế kinh tế thị trường sẽ làm trầm trọng thêm những sự méo mó thương mại đang diễn ra, đe dọa người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ. VOA dẫn lời bà Warren nói rằng, Bộ trưởng Raymondo nên lắng nghe mối quan ngại của người lao động Mỹ không gây nguy hiểm cho an ninh, việc làm của họ bằng chính sách thương mại tồi tệ. Tương tự, VOA cho hay, 25 dân biểu cũng gửi thư chung đến Bộ trưởng Raymondo lập luận rằng, Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục, để thay đổi tình trạng. Và đây là hình đòi Capitol, tòa nhà Quốc hội Mỹ. Vẫn theo VOA, một thông cáo dẫn lại lời dân biểu Ross DeLayro, đại diện bang Connecticut, nói rằng chính phủ của chúng ta đã hoàn thành nghiên cứu sâu rộng để xác định rõ vai trò của Việt Nam như là một kênh chuyển tiếp hàng hóa Trung Quốc được buôn bán không công bằng nhằm tránh né luật thương mại đã có từ lâu. Chúng tôi phải đảm bảo luật thương mại của chúng ta không bị xâm phạm các nghị sĩ cảnh báo một quyết định vội vàng sẽ làm suy yếu việc thực thi luật thương mại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, chỉ càng khuếch trương và tạo lợi thế cho đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam, và làm tổn thương các ngành công nghiệp Mỹ cũng như người lao động của họ. Các nghị sĩ cũng nhắc lại việc Bộ Tài chính Mỹ gửi tờ trình tới Quốc hội lưu ý rằng chưa có đối tác thương mại lớn nào thao túng tiền tệ của Mỹ, nhưng đã đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát về chính sách ngoại hối, Bộ Thương mại Mỹ công bố vào tháng 10 năm 2023 rằng họ sẽ xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, quá trình sẽ hoàn tất trong 270 ngày. Và đây là hình Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ ở San Francisco. Các dân biểu lập luận rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam vẫn là một quốc gia chuyên chế với sự kiểm soát của nhà nước đối với các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế. Bộ Thương mại phải bảo vệ tính hiệu quả của lực thương mại quốc gia bằng cách duy trì tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, bức thư viết. VOA cũng cho biết, gần đây các lãnh đạo Việt Nam thường xuyên vận động giới chức Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Cụ thể, giữa tháng 11 năm 2023, khi phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở San Francisco, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng kêu gọi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông Thưởng nói rằng việc này cần được thực hiện bằng quyết sách chính trị chứ không nên theo quy định một cách cứng nhắc. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra đề nghị tương tự trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và đại diện Thương mại Mỹ Catherine tại thủ đô Washington của Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nghị sĩ lưỡng viện Mỹ phản đối công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.